Trên thế giới, Israel công khai sẽ hiến chương giữa Hội đồng Liên Hợp Quốc. Cậu út nhà ông Trump sẽ không làm đại diện Florida của Đảng Cộng Hòa. Tây Ban Nha vứt 400.000 tấn chanh vì bán ế. Brazil nhập khẩu gạo do lũ lụt lịch sử. Philippines cho phép người lao động làm việc 4 ngày một tuần. Tại Việt Nam, trường học bị tố ép học sinh kém bỏ thi lớp 10. Dùng chiêu xem tướng đoán số, người phụ nữ lừa đảo 268 tỷ đồng. Xác cá voi hơn 3 tấn, dài hàng chục mét dạt vào bờ biển Nghệ An. Nhiều người trẻ nhập viện do nhiễm giun sán từ thú cưng. Tất cả sẽ có trong bản tin tối nay. Nguyên Ngọc xin được chào đón quý vị tiếp tục đến với chương trình tối nay ngày 11 tháng 5 của Khỏe Tự Nhiên. Kính chúc quý vị buổi tối an lành. Và sau đây sẽ là thông tin chi tiết về các diễn biến mới nhất trên thế giới. Israel công khai xé hiến chương giữa Hội đồng Liên Hợp Quốc. Thưa quý vị, cầm một máy hủy tài liệu nhỏ trên tay tại cuộc họp của Liên Hợp Quốc vào tối ngày 10 tháng 5, vào sáng ngày 11 tháng 5 theo giờ Việt Nam, Đại sứ Israel Riga Eden đã chỉ trích gay gắt tổ chức này và các quốc gia thành viên ủng hộ Palestine. Ông Eden nhét bản sao hiến chương vào chiếc máy hủy tài liệu và khẳng định rằng các ông đang xé hiến chương Liên Hợp Quốc bằng chính đôi tay mình. Đây là những gì các ông đang làm, xé hiến chương Liên Hợp Quốc, thật đáng xấu hổ. Phản ứng của đại diện thường trực Israel tại Liên Hợp Quốc được đưa ra khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bỏ phiếu tán thành việc xét tư cách đủ điều kiện làm thành viên chính thức cho Palestine, vốn có mâu thuẫn lịch sử với người Israel giữa lúc cuộc chiến giải Gaza vào giai đoạn khốc liệt. Trong số 193 thành viên bỏ phiếu cho nghị quyết này thì có 143 phiếu thuận, 9 phiếu phản đối và 25 phiếu trắng. Mặc dù chỉ mang tính biểu tượng, song việc Đại hội đồng thông qua nghị quyết có ý nghĩa to lớn đối với quy chế và hoạt động của Palestine. Mỹ và Israel nằm trong số ít các quốc gia bỏ phiếu phản đối lần này. Đại diện của Mỹ tiếp tục giữ lập trường cho rằng việc Mỹ phủ quyết không phản ánh sự phản đối việc thành lập nhà nước của Palestine, mà thay vào đó là để khẳng định việc công nhận phải đến từ đàm phán trực tiếp giữa các bên, chứ không phải là từ phiếu bầu từ các quốc gia để quyết định tương lai của Trung Đông. Cậu út nhà ông Trump sẽ không làm đại diện Florida của Đảng Cộng Hòa. Vào ngày 10 tháng 5, văn phòng bà Melania, vợ của cựu Tổng thống Donald Trump đã thông báo rằng con trai Barron, 18 tuổi, sẽ rút khỏi đoàn đại biểu bang Florida dự Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng Hòa do bận việc. Bà không nêu rõ những công việc mà Barron phải thực hiện khiến cho cậu không thể tham gia đoàn đại biểu Đảng Cộng Hòa. Nếu tham dự, đây sẽ là hoạt động xã hội chính thức đầu tiên của cậu út nhà ông Trump sau khi bước qua tuổi 18. Chủ tịch chi nhánh Đảng Cộng Hòa bang Florida, ông Evan Power trước đó thông báo Barron Trump sẽ là một trong 41 đại biểu của bang tham gia Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng Hòa diễn ra ở thành phố Milwaukee, bang Wisconsin ngày 15 đến ngày 18 tháng 7. Tại sự kiện này, Đảng Cộng Hòa sẽ bỏ phiếu bầu đại diện đảng tham gia cuộc bầu cử Tổng thống tháng 11, trong đó ông Donald Trump là ứng viên duy nhất. Barron đáng lẽ sẽ cùng với anh chị của cậu là Donald Trump Jr., Eric Trump và Tiffany Trump tham dự đại hội với tư cách thành viên đoàn đại biểu Florida. Barron, con trai út của cựu Tổng thống Donald Trump, bước sang tuổi 18 vào hồi tháng 3 vừa qua và sẽ tốt nghiệp phổ thông vào ngày 17 tháng 5. Cậu sống trong Nhà Trắng khi bố còn là Tổng thống Mỹ, nhưng hạn chế xuất hiện trước công chúng. Khi dự sự kiện gây quỹ gần đây của bố, cậu đã gây chú ý vì dáng vẻ trưởng thành và chiều cao ấn tượng hơn 2m, cao nhất trong nhà ông Trump. Tây Ban Nha vứt 400.000 tấn chanh vì bán ế. Thưa quý vị, Tây Ban Nha đã dư thừa hơn 400.000 tấn chanh trong niên vụ 2023-2024, chiếm 27% sản lượng chanh trên cả nước, dẫn đến tổng thiệt hại là 129 triệu đô la Mỹ. Nông dân Tây Ban Nha cho biết tình trạng ế ẩm chanh năm nay đến từ sự cạnh tranh khốc liệt của chanh nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Argentina và Nam Phi vào châu Âu, khiến cho chanh nước này không bán được. Đại diện tổ chức trái cây họ cam quýt thế giới WCO, ông Philippe Pinas cho rằng Tây Ban Nha là nước dẫn đầu thị trường chanh, nhưng lại luôn đổ lỗi cho các quốc gia khác, phải chấp nhận rằng thị trường luôn tồn tại sự cạnh tranh, dù ít hay nhiều. Ông cũng khẳng định việc trồng chanh quá nhiều dẫn đến mất kiểm soát và là nguyên nhân chính dẫn đến sự dư thừa nguồn cung. Hiệp hội chanh bưởi Tây Ban Nha cho biết sẽ kêu gọi người dân giảm trồng chanh để cân bằng cung và cầu. Brazil nhập khẩu gạo do lũ lụt lịch sử.
Thưa quý vị, cũng vào ngày 10 tháng 5, Tổng thống Brazil Lula da Silva cho biết sẽ ra luật cho phép nước này nhập khẩu gạo từ các nước láng giềng như Bolivia, Uruguay và Argentina nhằm giảm giá mặt hàng này đang ở mức cao. Quyết định này của chính phủ được đưa ra sau khi giá gạo và nhu cầu gạo tăng mạnh trong những ngày qua vì lũ lụt và mưa lớn tại bang miền Nam Rio Grande do Sul, khiến cho vựa lúa của nước này có sản lượng bằng không vì một đợt hạn, ba đợt lũ lụt lịch sử từ đầu năm đến nay. Hiện tại, các cánh đồng lúa bát ngát của xứ sở bóng đá này đang ngập từ 3 đến 5 mét, khiến cho bang này trở thành hồ và những đảo dân cư nhỏ. Việc trồng mới vụ lúa vào nửa cuối năm dường như là điều không thể. Theo Viện Địa lý và Thống kê Brazil, bang này sản xuất tới 70% sản lượng lúa quốc gia, thu hoạch mức cao kỷ lục 7,6 triệu tấn vào năm 2022, giúp cho Brazil luôn nằm trong top 10 quốc gia xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới. Trận lũ lụt lịch sử năm nay tại Rio Grande do Sul đã khiến cho ít nhất là 107 người thiệt mạng, 130 người mất tích và hàng trăm ngàn người mất nhà cửa. Chính phủ Brazil cam kết chi khoảng 10 tỷ đô la Mỹ để tái thiết khu vực bị lũ lụt tàn phá ở miền nam nước này. Cũng liên quan tới ảnh hưởng của thời tiết, một số tỉnh thành tại Philippines đã tạm thời cho phép người lao động chuyển sang cơ chế làm việc 4 ngày một tuần tại văn phòng để tránh những ảnh hưởng từ nắng nóng cực đoan, áp dụng từ nay đến hết tháng 7. Cụ thể, nhân viên sẽ làm việc chủ yếu từ 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều từ thứ Hai đến thứ Năm, được nghỉ làm từ thứ Sáu hàng tuần. Bộ Lao động Philippines cho biết, người sử dụng lao động có quyền điều chỉnh tuần làm việc 4 ngày cùng các thỏa thuận thay thế khác ngay cả khi không có lệnh của chính phủ. Tuy nhiên, chính sách này không áp dụng với người lao động tuyến đầu như là lính cứu hộ, cảnh sát, giao thông hay là nhân viên y tế. Cũng như nhiều quốc gia châu Á khác, Philippines đang phải trải qua đợt nắng nóng cực đoan, có nơi nhiệt độ đỉnh điểm lên tới 48 độ. Nắng nóng gay gắt cũng buộc hàng loạt các trường học tại Philippines phải chuyển sang hình thức học trực tuyến như thời Covid-19. Tiếp theo, mời quý vị cùng đến với một số thông tin tại Việt Nam. Trường học bị tố ép học sinh kém bỏ thi lớp 10. Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay ngày 11 tháng 5, trên diễn đàn học sinh thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện bài đăng kèm theo lá đơn tự nguyện không tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại một trường trung học cơ sở ở huyện Hóc Môn. Người đăng bài cho hay, mẫu đơn được giáo viên chủ nhiệm lớp 9 phát cho học sinh có học lực không tốt, yêu cầu đưa cho phụ huynh ký, cam kết là không khiếu nại về sau. Nội dung lá đơn có đoạn như sau: căn cứ vào kết quả học tập năm học vừa qua và năng lực nhận thức của cháu, gia đình nhận thấy khả năng của cháu khó có thể theo học chương trình trung học phổ thông hệ công lập. Nay, tôi viết đơn này xin ban giám hiệu nhà trường cho phép cháu không tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ngành giáo dục thành phố không yêu cầu các trường vận động ép học sinh không thi vào lớp 10 công lập như vậy. Ông Nguyễn Văn Hiệp, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Hóc Môn cho biết, lá đơn này xuất phát từ trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Bứa, hiện sự việc đang được xác minh. Kỳ thi lớp 10 tại thành phố năm nay diễn ra vào ngày 6 và ngày 7 tháng 6 với 3 môn thi toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Dùng chiêu xem tướng đoán số, người phụ nữ lừa đảo 268 tỷ đồng. Thưa quý vị, Công an tỉnh Nam Định vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt đối với bà Bùi Thị Ninh tại phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra cho thấy, người phụ nữ này thường xuyên đi lễ chùa dùng hình thức xem tướng đoán số mệnh để tạo mối quan hệ quen biết với nhiều người. Từ khoảng năm 2018 đến năm 2020, người này đã chung vốn kinh doanh bất động sản và bị thua lỗ dẫn đến mắc nợ. Để có tiền chi trả các khoản nợ, bà Ninh đã nói dối cần số tiền lớn để đầu tư bất động sản, kinh doanh xăng dầu và tham gia cổ đông dự án thủy điện tại Sơn La, Khánh Hòa để kêu gọi mọi người góp vốn. Từ ngày 23 đến 25 tháng 4, bà Ninh đã bị 7 người khác tố giác và bà chiếm đoạt 128 tỷ đồng. Bà Ninh đã khai là kêu gọi 19 người góp vốn với tổng 268 tỷ. Xác cá voi hơn 3 tấn dài hàng chục mét dạt vào bờ biển Nghệ An. Thưa quý vị, vào lúc 5 giờ 30 ngày hôm nay ngày 11 tháng 5, trên bờ biển xã Diễn Hùng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, ngư dân đã phát hiện xác cá voi màu nâu và trắng, một số điểm có sọc đen. Phần dạt vào bờ là thân và vây dưới, đường kính giữa thân là khoảng 4 mét. Xác cá đã phân hủy, bốc mùi khó chịu, nằm bẹp giữa bãi cát, xung quanh có nhiều loài nhuyễn thể. Chủ tịch xã Diễn Hùng cho biết, chuyên gia phán đoán cá chết được khoảng vài tuần trước, ước chừng nặng hơn 10 tấn, dài khoảng 30 mét. Thời điểm này thủy triều đang lên nên việc thu gom xác cá, đào hố chôn cất cá cần làm sớm để không ảnh hưởng đến môi trường biển.
Trước đó vào tháng 5 năm 2016, ngư dân xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu cũng đã từng chôn xác một con cá voi nặng khoảng 10 tấn dạt vào bờ biển. Cá voi hay còn gọi là cá ông, tên khoa học là Cetacea, gồm khoảng 90 loài, đa số sinh sống ở các đại dương lớn, được xếp vào dòng động vật có vú, nhưng do sống trong môi trường nước nên cá voi vẫn được gọi là cá. Tại Việt Nam, ở vùng biển Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh và Đà Nẵng từng ghi nhận xác cá voi dạt vào bờ, ngư dân thường vớt cá lên để chôn cất và thờ cúng. Nhiều người trẻ nhập viện do nhiễm trùng giun sán từ thú cưng. Ông Hoàng Đình Cảnh, Viện trưởng Viện Sốt rét và Ký sinh trùng Côn trùng Trung ương cho biết, mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 20.000 người nhiễm bệnh ấu trùng giun đũa chó mèo được phát hiện và điều trị. Riêng tại Bệnh viện Đặng Văn Ngữ thuộc Viện Sốt rét Ký sinh trùng Côn trùng Trung ương, trong năm 2023 đã tiếp nhận thăm khám và điều trị cho hơn 15.500 người nhiễm giun đũa chó mèo. Ông cho biết thêm, nhiều người từng được chẩn đoán u ung thư não, gan, phổi, nhưng nguyên nhân chính xác là ổ ấu trùng giun sán. Các chuyên gia cảnh báo, hiện nay có nhiều người nuôi thú cưng, nhất là giới trẻ, thường có thói quen ôm ấp thú cưng, chơi cùng và ngủ cùng. Đây là nguy cơ tiềm ẩn nhiễm giun đũa chó mèo và nhiều căn bệnh khác. Để không bị nhiễm ấu trùng này, bác sĩ khuyến cáo không nên ăn ngủ chung và ôm hôn chó mèo, vệ sinh sạch sẽ cho vật nuôi, bát đựng thức ăn, chất thải của chó mèo nên xử lý và vệ sinh sạch sẽ, nên tẩy giun định kỳ cho chó mèo từ 3 đến 6 tháng một lần để giảm nguy cơ truyền bệnh từ chó mèo lây sang người. Vâng, và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại video tối nay của Khỏe Tự Nhiên. Trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin mới nhất để gửi tới quý vị. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.